hôm nay là một ngày buồn đối với tôi. Hôm nay là thời điểm để nói lời tạm biệt với thứ mà tôi đã cống hiến cả cuộc đời. David Silva đã nói vậy trong đoạn video tuyên bố giải nghệ mà anh đưa lên mạng xã hội vào tối thứ Năm, ngày 27 tháng 7. Nhưng đó không chỉ là một ngày buồn với David Silva, mà còn là một ngày buồn với bóng đá thế giới, vì đây chính là dấu chấm hết cho cuộc hành trình của một cầu thủ tài năng, người mà các cổ động viên Tây Ban Nha gọi là ảo thuật gia, Emago còn báo chí Anh xưng tụng là Merlin của bóng đá. Đó là một hành trình đầy vinh quang, với đỉnh cao là hai chức vô địch Euro và một chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng với cá nhân Silva, dấu ấn đáng nhớ nhất chắc chắn phải là 10 năm gắn bó trong màu áo Man City từ 2010 đến 2020. Đây chính là thập kỷ làm thay đổi hoàn toàn lịch sử của đội bóng này, mà Silva là một trong những nhân tố chủ chốt. Anh là một trong bốn tân binh mà huấn luyện viên Roberto Mancini đưa về Man City năm 2010, cùng với Alexander Koldorov, Jerome Varteng và Yaya Tore. Và cũng không hoa khi nói rằng chính Silva và Tore đã giúp đội bóng lột xác từ một gã hàng xóm ồn ào của Man United. Bộ đôi này đã biến Man City thành quyền lực mới tại xứ sở sương mù. Trong một thập kỷ gắn bó với Man City, Silva đã có 436 lần ra sân, ghi được 76 bàn thắng. Có 121 đường kiến tạo và giành được tổng cộng 13 danh hiệu, số bàn thắng và kiến tạo của tiền vệ này có thể không quá ấn tượng. Tuy nhiên, Va lại được đánh giá rất cao về những đóng góp về chuyên môn, đặc biệt là trong việc giúp đội bóng xây dựng lối chơi kiểm soát mà hiện tại đã được đẩy lên một tầm cao mới với huấn luyện viên Pep Guardiola. Nhờ kỹ thuật thượng thừa, khả năng xử lý bóng mềm mại và nhãn quan tuyệt vời, Va có khả năng biến mọi thứ phức tạp trở nên vô cùng đơn giản anh có thể thực hiện pha solo vượt qua vài cầu thủ, rồi ghi bàn một cách rất nhẹ nhàng. Anh có thể nhận biết mọi chuyển động ở phía trước để tung một đường chuyền cực độc, ngay cả khi đồng đội đã rơi vào điểm mù. Thủ thành dâu hát đã từng nói thế này về người đồng đội cũ, lúc nào tôi cũng thấy buồn cười khi nhìn sinh va chơi bóng, cậu ấy chậm như rùa vậy, đã thế lại chỉ đá một que, cậu ấy cũng yếu như sên nữa, nhưng cuối cùng chẳng ai chạm được vào cậu ấy. Huấn luyện viên Pep Guardiola thì nhận xét. Sinva là một cầu thủ phi thường, về kỹ năng xử lý trong những khoảng không gian hẹp, tôi chưa từng thấy cầu thủ nào giống như cậu ấy. Nhưng không chỉ người Man City tán dương Sinva, phép màu của cầu thủ người Tây Ban Nha còn mê hoặc cả nước Anh. Dù là một cựu thành viên của đội bóng đối địch Man United, Gary Neville từng không ngại ngần nhắc tên David Sinva. Khi được hỏi ai là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, cựu hậu vệ của MU thậm chí còn nhận xét David Silva có lẽ là cầu thủ đẳng cấp thế giới David đầu Silva. tiên của Man City. Một người cũ khác của MU là Roy Keane cũng dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Silva. Cựu đội trưởng Quỷ Đỏ bình luận, Gorks. Silva He's nằm trong số những cầu thủ hàng đầu đã chơi boys. ở Premier League trong 10 hoặc 20 năm qua, cùng với, với Shearer, Henry, Gera và Gitt. Cậu ấy là một cầu thủ thiên tài. Keane cũng sure cảm thấy may mắn vì không phải đối đầu với Silva, vì chỉ gì cậu ta cũng làm cơ bản đầu gối. Một cựu danh thủ khác là Bomberson cũng đánh giá rất cao Silva khi nhận xét, khi bạn cầm bóng tới 62 hay 70%, bạn cần những cầu thủ có thể truyền bóng chính xác như luồn một sợi chỉ qua lỗ kim. Man City thành công vì họ có một cầu thủ như David Silva. Trong khi đó, huấn luyện viên kỳ I cựu Neil Uonok cũng không ngại ngần bày tỏ tình yêu dành cho I Silva. Người lúc nào cũng phải đối mặt với những cú đá I xấu nhưng chẳng mấy khi it. mất bóng. Giờ thì những bước chân quả ảo thuật gia David Silva đã dừng lại. Chấn thương đã buộc tiền vệ này phải nói lời tạm biệt ở tuổi 37. Nhưng nhìn lại sự nghiệp của mình, anh có thể tự hào khi đã để lại một di sản khổng lồ cho Man City và cho cả nước Anh, nơi vẫn coi Silva là Merlin của bóng đá.